cả cái đoạn Kinh Thánh Côrintô thứ nhất đoạn 15 hôm nay rất là dài. Nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn quý ông bà anh chị em từng chút để chúng ta học. Vì tất cả cái đoạn này dài nhưng chỉ có nói đến một vấn đề mà thôi. Đó là cái hy vọng chắc chắn nhất và lớn nhất của chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu. Ở trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba ngày 5 tháng 11 vừa rồi của tiểu bang Washington ở đây. Ở đây quý vị nào đi bỏ phiếu ngày thứ Ba vừa rồi? Cảm ơn quý vị. Good citizen, ok. Trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba vừa rồi, tại đây thì có một trong những cái dự luật, cái initiative gây nhiều sôi nổi nhất, chẳng những đối với người dân của tiểu bang Washington chúng ta ở đây, mà còn ảnh hưởng đến cả nước Mỹ nữa trong tương lai. Đó là cái dự luật 119. Những cái dự luật này chủ trương cho phép những người mắc bệnh nan y ở vào cái thời kỳ cuối cùng rồi đó, những cái terminal illness, nghĩa là không có cách nào chữa trị được nữa rồi đó, được phép tự kết liễu đời sống của mình bằng cách với sự giúp đỡ của một bác sĩ. Lý do người ta đưa ra đó là đằng nào rồi cũng phải chết, mà kéo dài cái thời giờ nằm chờ chết như vậy đó, vừa tốn tiền của chính phủ, tốn tiền nhà thương, tốn tiền của cá nhân, và cũng gây nhiều cái phiền toái cho cả gia đình. Cho nên thôi thì kết liễu cái đời sống đi, nếu mà bác sĩ đã chứng nhận rằng đây là cái bệnh không thể nào chữa được nữa và chỉ nằm chờ chết. Nhưng mà những người chống lại cái dự luật này rất là đông, và cuối cùng cái dự luật này không có được người ta thuận. Là họ nói rằng cái quyền chết hay sống là quyền của Đức Chúa Trời, quyền của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta không được cướp cái quyền đó của Đức Chúa Trời. We cannot play God trong cái vấn đề đó. Và y khoa thì chỉ có một mục đích là kéo dài đời sống con người, chứ không phải là y khoa là có mục đích để mà làm ngắn cái cuộc đời của con người. Và cuối cùng trong cái cuộc bầu cử đó, quý vị biết đó, dự luật 119 đã bị thất bại, là thua. Vì thưa quý ông bà anh chị em, tôi cũng chống lại cái dự luật này. Vì sao đi nữa, dự luật này chỉ là một cái dự luật nói thì hay, nhưng mà cuối cùng cho phép người ta tự tử một cách hợp pháp mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta biết cái vấn đề phiền toái của một người nằm chờ chết, nhưng mà trên thực tế thì đó là đời sống con người chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta cũng có quyền tự kết thúc đời sống của mình hay là nhờ một người khác giết chết mình được. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cái sinh hoạt của con người nói chung, chết là một cái điều mà người ta e sợ nhất. Nếu sinh đem lại cho chúng ta sự vui mừng, như buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng vì anh chị Dũng có một cháu gái chào đời, đó là một cái niềm vui, thì chết đem lại cho người ta cái sự đau buồn nhất, phải không? Người ta ăn mừng sinh nhật, có ai ăn mừng ngày chết không? Không có. Hả? Ngày kỷ niệm thôi. Việt Nam gọi là ăn dỗ, nhưng mà cái chữ dỗ đó có nghĩa là buồn. Ăn mừng sinh nhật, nhưng mà ta kỷ niệm cái ngày chết, không có ai ăn mừng ngày chết cả. Cũng như cái sự sống chết là một cái điều vô cùng huyền nhiệm, và con người không thể nào đưa ra một cái định nghĩa đơn giản về cái sự chết được. Trước hết đó, chúng ta thấy rằng theo khoa học thì chết là gì? Theo khoa học, chết là khi sự sống chấm dứt. According to science, death is the end of life. Họ nói một cách đơn giản như vậy, nhưng mà không có đơn giản đâu. Một người bị chết đó là khi quả tim nó ngừng đập, máu nó không có lưu thông để đem oxygen để nuôi các cái tế bào ở trong cơ thể nữa. Và trong các cái tế bào của người chúng ta, tế bào óc đó, nó là cần oxygen nhiều nhất. Ở đây có hai học y khoa không? Đây có bác sĩ, đây có một người là bác sĩ ở đây. Cái tế bào óc của chúng ta cần oxygen nhất. Vì vậy mà khi máu không cung cấp oxygen đủ cho óc nữa, đó là cái tế bào óc nó chết trước hết. Và chỉ cần thiếu oxygen từ 5 tới 10 phút mà thôi là cái bộ óc của chúng ta, dầu sau đó có được cứu sống trở lại đó, nó cũng không hoạt động bình thường được nữa. Vì vậy mà khi một người tim đã ngừng đập và máu không có lưu thông nữa đó, thì cái tế bào óc này nó chết trước. Còn những cái tế bào khác thì nó chết sau đó rất là lâu. Chẳng hạn như tế bào da, tế bào xương thì nó chết sau cùng. Tóc á, một người chết rồi đó, tóc vẫn còn mọc liên tiếp mười mấy tiếng đồng hồ. Nghe nói nhiều người rùng mình hả? Và cái tế bào trong ruột của chúng ta đó là 12 giờ đồng hồ sau khi quả tim ngừng đập á, thì cái tế bào ruột nó mới chết. Đó là theo khoa học. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chết là hết, chết là khi sự sống chấm dứt như khoa học cho biết đó, thì có lẽ người ta không có sợ chết đâu.
Nhưng mà trong thâm tâm con người, mỗi người chúng ta, tin Chúa hay không tin Chúa, trong thâm tâm con người, mỗi người chúng ta đều biết chết không phải là hết, mà là bước vào một cái thế giới khác, một cái thế giới huyền bí, và mỗi người sẽ phải trả, phải trình diện đấng tạo hóa để mà gặt hái những cái, để mà gặt hái cái kết quả mà mình làm ở trên đời sống này. Chúng ta biết rõ như vậy, không cần ai dạy cả, tự nhiên trong tâm hồn của chúng ta. Vì vậy chúng ta mới sợ chết. Không ai trong chúng ta có thân nhân chết mà đang cáo phó là ông nội tôi mới chết cả, hay là hết sống rồi, ông hết sống rồi. Không có ai làm cái chuyện đó cả. Thì chúng ta dùng những cái thành ngữ như là qua đời, tạ thế, khuất núi, vân vân. Có nhiều người nói rằng đó là những cái văn từ cho nó văn chương, nó hay, cho nó nhẹ nhàng. No, đó là nói lên cái sự thật trong cái niềm tin sâu kín của con người, trong tâm hồn mình về cõi, về một cái cõi đời sau mà chúng ta chưa biết. Và chúng ta thấy một người chết thì chúng ta biết người đó qua một cái đời khác. Khổng Tử, các sách học của người Trung Hoa thì dành nói rằng sinh ký thì tử quy, chết là trở về, họ không biết về đâu. Nhưng mà người ta vẫn biết rằng chết là nó qua một cái cuộc đời nào đó. Đối với chúng ta là người tin Chúa rồi, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải biết chết là mình đi đâu. Chúng ta được lời Chúa soi sáng, chúng ta biết rằng khi thân thể, khi một người chết, thân thể của chúng ta nó ngưng hoạt động, nhưng mà linh hồn của chúng ta nó bước vào cõi đời đời và hưởng sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 mà tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em không ai thuộc cả, phải không? Không ai cũng thuộc cả, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đọc với tôi, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì vậy mà người tin Chúa, mặc dầu chết, thể xác bị đem chôn, bị rửa nát theo thời gian, nhưng linh hồn được về với Chúa ở trong nước vinh quang của Ngài, bước vào trong cõi đời đời. Và nếu không tin nhận Chúa Giê-xu thì khi chết, linh hồn sẽ vào nơi âm phủ, bị hư mất đời đời và sẽ bị đày đọa đời đời ở trong hỏa ngục, trong ngày phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rõ điều đó, chúng ta không có mơ hồ gì cả. Nếu người nào giờ này ngồi đây mà còn mơ hồ không biết chết mình đi đâu đó thì xin giải quyết ngay. Vì tôi không có bảo đảm được là quý ông bà sẽ về tới nhà hay không buổi chiều hôm nay. Nhưng mà thưa quý ông bà, chẳng những chúng ta biết rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta được sự sống đời đời, chết linh hồn chúng ta được về trong nước Chúa, mà dầu thể xác chúng ta bị đem chôn, nhưng mà chúng ta còn có một cái hy vọng vô cùng lớn lao và quan trọng nữa, đó là ngày Chúa Giê-xu trở lại thì cái thân thể của những người tin Chúa rồi mà chết đó sẽ sống lại để cùng với linh hồn mà hưởng phước trọn vẹn đời đời bên cạnh Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta là sự cứu rỗi cả linh hồn, cả thể xác, chứ không phải linh hồn mà thôi. Cái thể xác này quý lắm, vì quý lắm cho nên Chúa Giê-xu mới đến trần gian này mang cái thân xác giống như mình. Và đời đời mãi mãi ở trong nước vinh quang của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu ngự trị ở trên thiên đàng với một cái thân thể người như chúng ta. Nếu thân thể chúng ta không quý đó thì Đức Chúa Trời không có trở thành người mang cái thân xác như chúng ta đâu. Nhưng mà thân thể này quý giá vô cùng. Tuy nhiên, có một số tín hữu ở hội thánh Côrintô dường như không hiểu rõ cái điều đó. Và các nhà lãnh đạo hội thánh Côrintô lúc ấy có lẽ cũng mới nữa, chưa nắm vững được cái giáo lý này, cho nên họ viết thơ hỏi ông sứ đồ Phao-lô. Và vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã viết cái đoạn 15 này để giải thích. Và bây giờ chúng ta đi vào một vài chi tiết trong cái đoạn 15 này để học hỏi về cái giáo lý quan trọng này. Trước hết xin quý ông bà với tôi xem lại câu 1 và câu 2 của đoạn 15. Phao-lô nói rằng, hỡi anh em, tôi nhắc cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Tôi nhấn mạnh mấy chữ đó, bằng không thì giàu anh em có tin thì cũng vô ích. Ở đây Phao-lô nói rằng, khi mà chúng ta đã tin nhận tin lành mà Phao-lô rao giảng và đứng vững trong đạo ấy thì chúng ta được sự cứu rỗi. Còn nếu không đứng vững, không giữ lấy đạo của Chúa đó thì tin cũng vô ích. Xin quý ông bà chú ý đến cái điểm quan trọng đó cho tôi trong cái bài giảng hôm nay. Quý bà có thể quên hết đi, nhưng mà đừng có quên điều này. Sứ đồ Phao-lô giải thích một cách rõ ràng về sự cứu rỗi của chúng ta. Để được cứu rỗi, chúng ta phải tin nhận tin lành mà Phao-lô rao giảng
và đứng vững trong đạo, bằng không thì tin cũng vô ích mà thôi. Nói cách khác, tin Chúa thì phải giữ đạo, phải hành đạo, phải sống đạo thì mới thật sự được cứu rỗi, chứ không phải là chỉ tin suông mà thôi. Có nhiều người nói rằng tôi tin Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội cho tôi được cứu rồi, bây giờ tôi sống bê bối không sao cả. Người nói như vậy tức là người không tin Chúa, và người nói như vậy là khinh miệt cái sự chết vô cùng đau đớn và hy sinh của Chúa Giêsu thế tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều mà Phao-lô muốn nói ở đây. Được cứu rỗi đó là quý ông bà phải tin nhận tin lành mà Phao-lô rao giảng. Tin lành đây không phải là đạo tin lành, không phải là nhà thờ tin lành đâu, không phải. Tin lành đây là một cái tin tức tốt lành về Chúa Giêsu mà Phao-lô đã giải thích ở trong câu 3, câu 4 tiếp theo đó. Ông nói tin lành đó là gì? Trước hết điều tôi đã dạy dỗ cho anh em, điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện nay vẫn còn sống, nhưng cũng có mấy người đã ngủ, tức là đã chết rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ và các sứ đồ, sau hết, sau những người đó, Ngài hiện ra cho tôi xem như là một thai sinh non vậy. Đó là tin lành. Tin lành là gì? Tin lành là nội dung chính của tin lành là gì? Là thứ nhất, Chúa Giêsu hay là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta. Đó là tin lành. Điểm thứ hai là Ngài đã bị chôn. Ngài chết thật sự người ta mới chôn chứ. Nếu không có chết thì đâu chôn làm gì? Ngài chết thật sự, đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Và cái sự sống lại của Chúa Giêsu, ông Phao-lô đưa ra một loạt các bằng chứng rất là rõ ràng. Thứ nhất là Chúa hiện ra cho Cê-pha, tức là ông Phi-e-rơ. Quý ông bà đọc lại các sách Phúc Âm sẽ thấy Chúa hiện ra trước hết cho ông Phi-e-rơ, rồi Chúa hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi cùng một lúc Chúa hiện ra cho hơn 500 môn đồ. Mà cái lúc Phao-lô viết thơ này, phần đông họ đang còn sống, nghĩa là những nhân chứng đó còn sống vào lúc đó. Rồi Chúa hiện ra cho ông Gia-cơ là em ruột của Chúa, rồi Chúa là hiện ra cho các sứ đồ một lần nữa, và sau cùng thì Chúa hiện ra cho ông Phao-lô, mà ông nói rằng Chúa hiện ra cho ông xem giống như ông là một cái thai sinh non, là vì ông nói rằng đối với các vị sứ đồ kia mà ông tôn trọng là những người theo Chúa lúc ban đầu, trưởng thành trong đạo, còn Phao-lô là người bắt bớ hội thánh của Chúa, sau này mới gặp Chúa, mới tin theo Chúa về sau. Cho nên ông tự ví ông mấy người khác như là những người lớn trưởng thành, còn ông giống như một cái thai mà thai sinh non vậy thôi. Đó là cái cách nói của ông rất là khiêm nhường. Đó là tóm tắt của nội dung tin lành mà Phao-lô rao giảng, và các con cái của Chúa tại Cô-rinh-tô ngày xưa đã nhận và tin. Và đó cũng là tin lành mà ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi phải tin đúng như vậy, chứ không phải là mình theo đạo này theo đạo kia đó là được cứu, không có. Tin nhận tin lành mà tôi đã rao giảng cho anh em, dù trong Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều giáo lý quan trọng khác như là tái sinh, là nên thánh, là Đức Chúa Trời ba ngôi, về Chúa Giêsu vân vân. Sáng nay trong cái lớp Kinh Thánh Kinh Nhập Môn, thần học nhập môn, ông Hoàng giải thích về vấn đề Chúa Giêsu rất là rõ, và chúng ta học rất là nhiều và sẽ học mãi với ông Hoàng cũng không hết được những giáo lý của Kinh Thánh. Nhưng mà tất cả đều chỉ xoay chung quanh cái nội dung tin lành mà Phao-lô trình bày ở đây, đó là Chúa Giêsu chịu chết vì tội chúng ta. Ngài thật sự chết, Ngài bị chôn, nhưng mà đến ngày thứ ba Ngài sống lại, và cái sự sống lại của Chúa là chắc chắn vì có những cái bằng chứng, có những nhân chứng đã thấy Chúa. Chúng ta phải học giáo lý của Thánh Kinh đây, nhưng mà đây là điều căn bản nhất. Xin quý bà, quý ông bà nhớ tôi Roma đoạn 10 câu 9 câu 10 để chúng ta thấy cái vấn đề đó rất là quan trọng. Roma đoạn 10 câu 9 câu 10. Ở dưới Cali có một cái nhà thờ mà các vị chấp sự họ đứng ngoài cửa, họ check người nào tín đồ đi vô trong nhà thờ mà không có đem Kinh Thánh họ không cho vô. Thành ra quý ông bà anh chị em tôi ở đây tôi không áp dụng cái đó đâu, nhưng mà mỗi tín hữu đi nhà thờ phải coi Kinh Thánh, ai chưa có xin cho chúng tôi biết. Chúng tôi có Kinh Thánh để bán cho quý ông bà anh chị em 10 đồng một cuốn. Mà nếu người nào mà không đủ tiền mua thì cũng cho chúng tôi biết, chúng tôi có cách để giúp cho ông bà có lời Kinh Thánh. Mà xin gặp tôi hoặc là ông Vũ Hoàng. Roma đoạn 10 câu 9 câu 10 chép như thế nào?
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rất là rõ, nếu mình xưng Chúa Giêsu ra và lòng mình tin rằng Chúa Giêsu đã chết và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, thì chúng ta sẽ được cứu. Và đó là tin lành. Có ai trong vòng quý vị ở đây có tin một cái tin lành nào khác hơn không? Ở trên nước Mỹ này tôi xin báo cho quý ông bà biết, có nhiều cái nhà thờ mang danh là tin lành nhưng mà không có tin Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội cho chúng ta đâu. Có những cái nhà thờ cũng mang danh là Church of Jesus Christ hay là Church of Christ, Church đủ thứ hết, danh từ rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà họ không có tin Chúa Giêsu chịu chết. Họ nói rằng Chúa Giêsu chết giả, Chúa làm bộ chết vậy thôi để cho mình hy sinh như Chúa, chứ Chúa không có chết, chết giả thôi, rồi Chúa người ta đem để vào trong mộ, rồi hơi đất làm cho Chúa ấm lại rồi Chúa sống lại, chứ Chúa chết giả. Có nghĩa là họ khước từ, họ deny cái vấn đề Chúa Giêsu chết và sống lại. Những cái nhà thờ như vậy, giàu có lớn đến mấy, giàu có giúp đỡ quý vị tiền bạc nhiều đến mấy, hát hay đến mấy, nhóm đông đảo đến mấy, Paulo nói rằng vô ích, vô ích. Tôi cảnh cáo cho quý ông bà, có những cái nhà thờ cũng mang danh là nhà thờ tin lành mà không tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nếu không tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành người, thì Chúa chết thì Chúa cứu được mình Chúa thôi, Chúa cứu gì mình nữa. Ồ, đây là vấn đề quan trọng vô cùng. Chúng ta phải tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến trần gian này làm người, chịu chết chuộc tội cho chúng ta và đã sống lại. Đó là nội dung của tin lành. Chúng ta phải tin như vậy. Thì Phao-lô nói rằng phải tin cái tin lành mà tôi đã rao giảng cho anh em. Và điểm một điểm nữa, ông nói rằng đứng vững trong đạo ấy. Và trong câu 2 ông nói rằng nhờ đạo ấy mà anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Nhiều người miệng thì nó tin Chúa Giêsu nhưng mà không giữ đạo, không giữ lời dạy của Ngài, thì tôi xin nói thẳng rằng lời Chúa nói rõ là tin cũng vô ích. Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Chúng ta không thể nói rằng con yêu Chúa, còn điều răn của Chúa thì con không làm. Không có yêu. Vậy là không có yêu. Trong cái tình yêu của vợ chồng cũng vậy chứ. Mình nói I love you, nhưng mà mình đi theo ông khác, làm sao mà chứng minh được mình thương cái người đó chứ. Mình không có hành động đúng theo cái lời mình nói mà. Phải không? Cho nên Phao-lô nói rằng anh em mà có tin đi nữa, có tin đúng như là tin lành đây nữa mà không có giữ đạo đó, thì tin cũng vô ích thôi. Chúa Giêsu cũng nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 nói rằng chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Chúa nói rõ, Chúa không nói một cách mập mờ trong vấn đề này. Có một bài hát ở trong thánh ca, người ta phổ nhạc cái câu kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24-27. Bữa nào tôi sẽ tập quyên bài hát, bài đó rất cái âm điệu rất là Việt Nam. Đó là kẻ nào nghe lời ta và làm theo những lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên một cái tảng đá, có mưa sa nước chảy gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Còn kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, không có giữ đạo của Chúa, thì khác nào những người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy gió lay xô động nhà ấy thì bị sập và hư hại rất nhiều. Quý ông bà anh em tin Chúa thì phải giữ đạo của Chúa, phải thực hành đạo của Chúa thì mới được cứu rỗi. Chúa Giêsu nói rằng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì mới được cứu, không có nửa chừng được. Hebrew cũng khuyên chúng ta phải giữ lòng tin ban đầu cho vững bền đến cuối cùng. Thưa quý ông bà, chúng ta bỏ công ra học lời Chúa rồi chúng ta không có thực hành lời Chúa thì uổng công lắm. Tin nhận tin lành là phải biết Chúa Giêsu chịu chết vì tội chúng ta và sống lại, nhưng mà phải đứng vững vàng ở trong đó, trong đạo đó, phải giữ đạo, phải hành đạo. Mà muốn đứng vững vàng trong đạo Chúa thì quý ông bà phải đi nhà thờ để nghe giảng về đạo Chúa, phải học lời Chúa, phải học kinh thánh, phải thực hành những cái điều mình tin, phải sống một cuộc đời thánh thiện. Chứ không thể nói rằng tin Chúa ở ngoài miệng mà thôi, vì Chúa nói rằng không phải nói là lạy Chúa là vào thiên đàng.
Tôi xin quý ông bạn cho em thông cảm cho tôi, vì cứ nghe tôi kêu gọi mãi trong cái vấn đề đi học Kinh Thánh, kêu gọi quý ông bà cầu nguyện, siêng năng nhóm họp thờ phượng Chúa, chia sẻ niềm tin cho người khác. Vì hơn ai hết, tôi phải chịu trước mặt Chúa, và tôi e ngại rằng có nhiều người tin mà không giữ đạo, tin mà không thực hành điều mình tin, thì cuối cùng vô ích. Phaolô nói, tin cũng vô ích. Đây là một cái tiếng cảnh cáo vô cùng quan trọng cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Tin, chúng ta cứ nhấn mạnh đến vấn đề tin Chúa, nhưng mà Phaolô nói rằng tin vô ích nếu chúng ta không có giữ đạo, chúng ta không có giữ vững đạo của Chúa cho đến ngày cuối cùng. Cái lớp học cuộc đời Chúa Cứu Thế Giêsu mà Hội Thánh đang hướng dẫn các buổi tối thứ sáu và thứ bảy chỉ có một mục đích là giúp cho quý ông bà biết rõ Chúa Giêsu là ai, để quý ông bà tin Chúa và thực hành theo đạo Chúa. Hơn lúc nào hết chúng ta phải phân biệt rõ cái loại đức tin văn nghệ Việt Nam, lạy Chúa con là người có tội nhưng mà con tin Chúa ngự trên trời. Cái bài hát tôi nghe nó hát hoài à, nó vô ích. Con là người có tội mà con tin Chúa ngự trên trời thì con vẫn là đi địa ngục. Chúng ta phải tin Chúa Giêsu là đấng chịu chết chuộc tội cho chúng ta, sống lại bảo đảm sự cứu rỗi cho chúng ta, rồi chúng ta phải giữ vững đạo của Chúa, chúng ta phải thực hành đạo Chúa. Tin Chúa không có văn nghệ văn gừng gì được hết á, tin thật serious, không có tin một cách vào lồn. Nếu không thì anh em có tin đúng đi nữa, dầu có tin đúng đi nữa thì cũng vô ích. Ở trong hôn nhân người ta nói rằng cưới nhau thì dễ, nhưng mà sống với nhau hay là duy trì hôn nhân với nhau cho đến cuối cùng mới là khó, phải không quý ông bà anh chị? Tại sao vậy? Tại vì duy trì hôn nhân á đòi hỏi trước hết là bây giờ cưới nhau thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần nói cho nó giỏi, phải không? Nói làm sao để chinh phục người ta, xong rồi mình cũng có một số tiền, phải không? Để tổ chức đám cưới rồi này đi đúng luật lệ của chính phủ, cái đó dễ lắm, ai làm cũng được cả. Nhưng mà duy trì hôn nhân cho đến cuối cùng đòi hỏi chúng ta chẳng những phải yêu thương nhau mà phải hy sinh, phải tha thứ, phải chịu đựng, phải biết nhận lỗi, phải biết phục thiện, phải biết trung thành, phải biết trung thủy. Ô đó cũng nhiều chuyện lắm, nhiều kề lắm mới giữ được cái hôn nhân cho đến cuối cùng. Nó khó lắm. Chứ còn mà nếu chỉ có cưới nhau thì dễ lắm, rất là dễ, phải không bà? Giữ đạo cũng vậy chứ, vì yêu Chúa mà chúng ta phải chấp nhận gian khổ, hy sinh thiệt thòi, chúng ta phải siêng năng, phải can đảm, chúng ta phải dám vì Chúa mà chấp nhận bắt bớ và sống theo lời Chúa vậy. Và chúng ta phải trải qua thử thách cám dỗ nữa. Tối hôm qua các lớp đã học cái bài học đó. Đức Chúa Trời cho chúng ta gặp thử thách để chúng ta chứng minh với Chúa rằng chúng ta yêu Chúa, còn không tôi không làm sao chứng minh được hết cả. Rồi ma quỷ, Chúa cho phép ma quỷ nó cám dỗ chúng ta nữa. Thử thách nó khác nhau với cám dỗ. Thử thách là Chúa cho chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó để chúng ta thực hành đức tin của mình. Còn cám dỗ nó chỉ xui mình phạm tội mà thôi. Hồi hôm tôi đã đưa thí dụ cho các lớp học Vinh Thánh, tôi nói chẳng hạn như là Chúa cho mình ở vùng cái hoàn cảnh nó nghèo quá đi, đó là thử thách. Nhưng mà nghèo quá rồi thì mình phải cố gắng mình học, hay là mình kiếm một cái nghề, hay là mình làm cái gì đó để mình vượt qua cái nghèo, thì cuối cùng mình sẽ tốt hơn, mình sẽ biết cách sống hơn. Đó là thử thách. Còn trong cái khi nghèo đó, ma quỷ nó đến, nó nói bây giờ anh làm là rất đê lơ cái thì giàu và mau lắm. Cái đó là cám dỗ. Cái đó là cám dỗ, tại vì nó xúi mình phạm tội cơ mà. Thành ra dù khi thử thách cám dỗ đi chung với nhau, mà mình phải biết phân biệt cái nào là cái tiếng cám dỗ của ma quỷ và cái nào là cái hoàn cảnh thử thách khó khăn. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng hỡi anh em, khi mà thử thách bị thoạt đến thì anh em phải coi điều đó là vui mừng, vì thử thách nó làm cho mình tốt hơn. Còn cám dỗ thì chỉ có một đường thôi là giọt chạy, không có nói chuyện với cám dỗ được nữa. Các em thanh niên hôm trong tối thứ sáu đưa ra một cái thí dụ rất hay, nó thử thách là giống như mình đi thi ở trường á, thì có thể là đậu, có thể là rớt, nhưng mà nó cũng không có hại gì cho lắm. Chứ còn mà hễ mà dính vô cái cám dỗ thì là lúc nào cũng thua cả, không có bao giờ thắng cả, lúc nào cũng thất bại cả, lúc nào cũng fail hết chứ không có pass được trong cái vấn đề cám dỗ. Cho nên chúng ta phải sống đạo. Phaolô nói rõ, tôi chỉ e rằng tôi lên đây tôi dạy đạo cho quý ông bà thật nhiều, quý ông bà biết hết về thần đạo, biết hết về giáo lý tất cả rồi, nhưng mà không thực hành đạo thì thưa quý vị, và cái công quý vị học hành tin Chúa và cái công tôi giảng dạy đều sẽ vô ích cả, nếu chúng ta không giữ đạo, không giữ vững đạo như lời Phaolô nói ở đây. Sau khi chứng minh cho các tín hữu ở Côrintô nhớ rằng hãy mình tin Chúa một cách rõ ràng như vậy, giữ vững đạo Chúa thì mình được cứu. Và hãy mình được cứu đó thì mình sẽ được sống lại. Sau này mình sẽ được sống lại. Người tin Chúa chắc chắn sẽ được sống lại. Trước hết Phaolô đưa ra cái bằng chứng về sự sống lại của người tin Chúa.
Ông nói rằng người tin Chúa Giêsu, người đã được cứu rỗi rồi thì dầu có chết đi sẽ sống lại với một cái thân thể mới, bất diệt, chứ không có mất, không có hết. Và ông đưa ra một cái bằng chứng cụ thể nhất đó là Chúa Giêsu đã sống lại. Ông nói rằng nếu Chúa Giêsu, nếu mà mình không sống lại đó thì Chúa Giêsu cũng không sống lại, tại vì Chúa Giêsu cũng mang cái thân xác như mình. Mà Chúa chết, Chúa sống lại thì mình tin theo Chúa, mình chết mình cũng sẽ sống lại chứ. Tại sao lại nghi ngờ? Phải không? Những kẻ, nếu kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng không sống lại nữa. Và ông nói rằng tôi đi ra rao giảng, bao nhiêu sứ đồ đi ra rao giảng Chúa Giêsu sống lại, chúng tôi làm nhân chứng cho Chúa Giêsu sống lại. Nếu anh em không được sống lại thì như vậy là chúng tôi làm chứng dối sao? Rồi quý ông bà anh chị em, trong câu 15 ông Phaolô cũng lý luận cho chúng ta thấy rằng lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại. Nếu Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại sau khi Ngài chết thì Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến chúng ta sống lại sau này, mặc dù chúng ta sẽ chết. Mỗi người chúng ta rồi sẽ chết chứ. Trừ ra những khi nào mà Chúa Giêsu đến lúc chúng ta còn sống thì thân thể này được biến hóa, được trở thành bất diệt đi với Chúa. Nhưng mà người mà chết rồi thì Kinh Thánh nói rằng sẽ sống lại trước hết, trước những người đang sống. Quyền năng của Chúa giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi ngày hôm nay để làm gì? Để chúng ta biết được cái quyền năng đó là quyền năng sẽ làm cho chúng ta sống lại sau này. Tại sao ngày hôm nay có nhiều người lúc nào cũng thất bại trước tội lỗi, trước cám dỗ? Tại vì không biết nhờ cậy quyền năng của Chúa, không có cái niềm tin vững chắc ở trong Chúa. Khi chúng ta nắm chặt vào Chúa, khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu chịu chết vì tội chúng tôi, nhưng mà Ngài sống lại để làm cho chúng ta có sức mạnh, bảo đảm để chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện trước mặt Chúa, thì không có một cái quyền năng nào của tội lỗi có thể cám dỗ chúng ta được cả. Không có gì khó hơn là nếu chúng ta không tin nhận Chúa một cách vững vàng, vì tất cả những cái khác nó sẽ sụp đổ nếu chúng ta không có cái nền tảng đó. Người tin nhận Chúa Giêsu là người có Thánh Linh ngự trị trong tâm hồn, có lời Chúa cảnh cáo, cáo trách, có hội thánh nâng đỡ, hướng dẫn người đó. Nếu chúng ta để cho Thánh Linh ra khỏi đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không có nhóm họp thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng khác gì Samson ngã gục trên cái bàn tay yếu đuối của Dalila mà thôi. Và Phaolô nói một cái câu rất là quan trọng ở trong câu 19: nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy hay là hy vọng trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết, thật ra là khốn khổ hơn hết. Nếu mình tin Chúa mà chỉ có đời này mà thôi, đời sau không có gì cả, thì ông nói rằng trong tất cả mọi người đó thì chúng ta là cái người khốn khổ nhất, thua lỗ nhất. Quý vị và tôi, chúng ta đã tin Chúa, đã hy sinh tiền bạc thì giờ hầu việc Chúa, dám chấp nhận thiệt thòi để sống một cuộc đời thánh thiện, rồi chết rồi cái mất luôn, không có đợi gì cả. Thì cái thằng ăn cướp, nó đi ăn cướp, nó hiếp dâm, nó giết người, nó sống một cuộc đời sung sướng, rồi nó chết nó cũng mất hết cả, thì thôi, hai bên huề nhau rồi, square one rồi. Không phải, không được, nó không có sự công bằng nữa. Chúng ta hy sinh, chúng ta chấp nhận gian khổ, tại vì chúng ta sẽ có một cái sự sống vĩnh viễn đời sau, thân thể chúng ta sẽ được sống lại để mà hưởng điều đó. Nhưng mà Phaolô nói cho các tín hữu biết rằng chúng ta sẽ sống lại lúc nào và sống lại như cách nào. Ở trong câu 20 đến câu 23 ông nói rằng: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, là người chết đó. Và ông nói rằng vì chân bởi một người mà có sự chết, người đó là ai? Ông Adam. Thì cũng bởi một người là ai? Chúa Giêsu mà chúng ta có sự sống lại, hay là sự sống lại của những người chết. Ông nói rằng như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Câu 23: nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu là người đứng đầu một cái dòng dõi nhân loại mới. Cái dòng dõi nhân loại cũ của ông Adam đó, hễ mà chết là không sống lại được. Nhưng mà cái dòng dõi nhân loại mới của Chúa Giêsu đứng đầu đó, chết mà sống lại. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về dòng dõi nhân loại mới của Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ chết, nhưng mà chúng ta sống lại. Vì Chúa Giêsu là cái trái đầu mùa, tức là cái con người đầu tiên đã sống lại rồi. Cũng như là quý ông bà anh chị em mình trồng cái gì đó, một vườn cam chẳng hạn, khi nào mình thấy có một cái trái cam đầu mùa nó bắt đầu chín thì mình biết rằng tất cả những cái khác nó sẽ chín. Đó là cái lối ví dụ của Phaolô nói ở đây. Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Rồi đây thân thể của mỗi chúng ta sẽ chết, sẽ bị chôn trong lòng đất, nhưng mà ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ sống lại với một cái thân thể mới để gặp Chúa.
ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, xin quý ông bà dỡ ra xem hai câu thôi, ba câu thôi, 16, 18. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18. Ở đây nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà an ủi nhau. Ô, không có một cái lời nào đem lại cho chúng ta cái sự an ủi và hy vọng chắc chắn khi chúng ta biết rằng rồi đây thân xác chúng ta sẽ sống lại. Nhưng bà có thấy những cái con sâu khi mà nó còn bò một cách rất là chậm chạp ở dưới đất đó, nhưng mà đến ngày nào đó nó biến thành con bướm, nó bay cao tung tăng ở trên không trung rất là đẹp. Đó là cái hình ảnh của mình. Bây giờ chúng ta đang bò dưới đất này với cái thân thể này yếu đuối, chậm chạp, tội lỗi, bệnh tật này. Nhưng mà ngày sống lại, ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ có một cái thân thể mới mà bay lên không trung được. Các nhà khoa học ngày hôm nay tốn hàng tỷ bạc mới phóng được vài người lên trên mặt trăng. Đến ngày Chúa Giêsu trở lại đó, là hàng triệu người theo Chúa sẽ cùng bay lên trên không trung mà gặp Chúa. Quyền năng của Chúa vĩ đại vô cùng, và đó là cái hy vọng của chúng ta. Người tin Chúa sẽ được sống lại trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và sống lại như thế nào? Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 này, ông nói trước hết ông nói về cái thân thể người sống lại sẽ sống lại một cách vinh quang. Ở trong câu 42, sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát. Cái thân thể này được sinh ra để mà hư nát, nhưng mà thân thể sống lại nó thì không hay hư nát, có nghĩa là bất diệt. Đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là cái thể huyết khí, sống lại là cái thể thiêng liêng. Đó là cái thân thể của quý ông bà anh chị em và tôi. Lúc đó là mình muốn đi đâu cũng được ấy. Từ tinh cầu này qua tinh cầu khác, muốn bay đâu thì bay. Thân thể chúng ta thiêng liêng, bất diệt, vinh quang. Còn cái vũ trụ này Chúa dựng nên không phải là chỉ có cái quả đất nhỏ bé này đâu, cả một cái vũ trụ bao la bát ngát. Sau này chúng ta sẽ làm cùng với Chúa làm chủ hết tất cả cái vũ trụ vô tận đâu. Với một cái thân thể mới chúng ta sẽ sống như Chúa và vinh quang của Ngài. Thưa quý ông bà, đó là cái hy vọng lớn lao chắc chắn nhất của những người tin theo Chúa, giữ vững đạo Chúa mỗi ngày. Có một con cái Chúa ở nước Tân Tây Lan bị mù mắt từ lúc mới sinh ra. Khi nghe tỏ vẻ thương hại chính mình thì cô ta nói là đừng có thương hại tôi, vì rồi đây tôi sẽ có một cái thân thể mới bất diệt, và cặp mắt của tôi sẽ sáng rỡ khi tôi mở ra, và người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Chúa Giêsu yêu quý của tôi, và tôi sẽ chiêm ngưỡng được tất cả những vẻ đẹp của thiên đàng. Cô ta nói đừng có thương hại tôi, rồi đây tôi sẽ có một cặp mắt mới, thân thể bất diệt mà nhìn thấy Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em yêu nhất, đây là cái hy vọng lớn nhất, chắc chắn nhất của chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu. Trong khi bao nhiêu người khác trên đời này hoang mang, lo sợ, bối rối, kinh hoàng trước tử thần, thì chúng ta an nhiên sống với Chúa mỗi ngày, vì biết rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp Chúa, và trong ngày quang lâm của Chúa chúng ta sẽ có một cái thân thể mới bất diệt, sống lại với một cái thân thể mới vinh quang như Chúa, và sẽ sống mãi đời đời với Chúa. Và nghĩ đến điều đó, Phaolô khuyên chúng ta: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tất cả những cái gì quý ông bà cầu nguyện, câu này không phải là khẩu hiệu của nam giới thôi nha, của tất cả mọi người nha. Mình vững vàng chớ rung động, không có lo sợ gì cả, hầu việc Chúa một cách sao dư dật hả? Có không trong hội thánh này quý ông bà anh em hầu việc Chúa một cách dư dật không, hay là đưa ra chút là thuộc rồi? Phải hầu một chút cách dư dật luôn. Vì công khó của chúng ta trong Chúa không phải vô ích. Đến ngày sau cùng khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta mới biết được rằng tất cả cái công khó của chúng ta theo Chúa, giữ vững đạo Chúa, chịu khổ vì Chúa là không phải là vô ích trước mặt Chúa. Vì chúng ta sẽ sống lại với một cái thân thể mới và hưởng vinh quang của Chúa.